Hey yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và hôm nay, cùng mình đến với Apple News số 281 để xem nâng cấp lớn nhất trên dòng iPhone 15 series là gì nhé. Ok, let's go. Bộ đôi iPhone Pro và Pro Max mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Apple. Thế nhưng dòng iPhone Plus lại không thể mang lại lợi nhuận. Do đó thì Apple đang tìm cách để cắt giảm dòng iPhone Plus. Dữ liệu mới nhất của nhà phân tích Ross Young đã chỉ ra, mặc dù doanh số của iPhone 14 đã vượt xa iPhone 13 vào năm ngoái, dòng iPhone Plus 6.7 inch vẫn bị tụt lại, không có dấu hiệu khởi sắc. Thậm chí theo chuyên gia, lượng smartphone có màn hình lớn của Apple sẽ về mức 0 vào tháng 12. Cụ thể, nhà phân tích Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho biết, lượng màn hình Apple nhập về cho iPhone 14 đã tăng 10% so với thế hệ iPhone 13, bất chấp thị trường smartphone toàn cầu sụt giảm 9%. Trong đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là hai phiên bản luôn được người dùng săn đón, lượng máy bán ra đã vượt xa thế hệ trước. Năm nay, phiên bản Pro và Pro Max chiếm tới 64% tổng lượng doanh số iPhone. Trong khi đó, con số này chỉ đạt 51% cho dòng Pro và Pro Max vào năm ngoái. Điều này đã nâng giá bán trung bình của iPhone 14, giúp Apple thu về lợi nhuận lớn. Kết hợp với giá bán cao của dòng Pro, giá bán trung bình của iPhone năm nay đã tăng 10%, Ross Young cho biết. Tuy nhiên, sụt giảm về doanh số của iPhone 14 Plus lại là điều không bất ngờ, Nature Finance nhận định. Theo thống kê từ Chip Forest cho thấy, hai model iPhone 14 và 14 Plus đang mất sức hút tại thị trường Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, một báo cáo hồi tháng 10 của The Information đã chỉ ra Apple đã cắt giảm sản lượng của dòng Plus để đáp ứng nhu cầu cao hơn cho người dùng ở các phiên bản khác. Táo khuyết đã tạm ngưng sản xuất model này trong khi chờ đánh giá lại nhu cầu của thị trường. 42 chiếc iPhone 14 series được Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh rao bán lại với mức giá 1,4 tỷ đồng và số tiền đặt cọc sẽ rơi vào khoảng 150 triệu đồng. Tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 42 chiếc điện thoại iPhone 14 các loại hiệu Apple xuất xứ từ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc và không có cục sạc. Tổng giá trị của lô hàng này rơi vào khoảng 1 tỷ 423 triệu 800 ngàn đồng và giá bán cũng bằng giá trị của lô hàng. Cục Quản lý Thị trường cho biết, các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản cần đặt cọc trước số tiền 150 triệu đồng. Người đăng ký mua tài sản phải nộp tiền cọc bằng tiền mặt tại trụ sở Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và thời gian nộp cọc sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2022. Sau khi xác định được những người có quyền mua tài sản, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn lại số tiền đặt cọc cho những người đăng ký nhưng không thể mua. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xác định được người có quyền mua tài sản sau 2 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn niêm yết giá. Hình thức sẽ là bốc thăm để xác định được người có quyền mua nếu nhiều hơn một người đăng ký. Người tham gia mua tài sản khi đi sẽ phải mang theo chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân để đối chiếu hoặc mang theo chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trước đó vào cuối tháng 9, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một chiếc vali có biểu hiện khả nghi trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Cơ quan chức năng phát hiện vali chứa 42 chiếc iPhone 14, không hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ số iPhone nói trên để phục vụ điều tra. iPhone 15 series chắc chắn sẽ chuyển sang cổng sạc USB Type-C và cổng sạc trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ có tốc độ lên đến 40GB trên giây. Tuy nhiên, với iPhone 15 phiên bản thường, nó chỉ có 480MB trên giây. Đó là chuẩn USB 2.0. Một trong những thay đổi đáng mong chờ nhất trên iPhone 15 là cổng USB-C mới, thay thế cho cổng Lightning truyền thống. Không chỉ vậy, nhà phân tích Michiko mới đây còn chỉ ra với kết nối hoàn toàn mới, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max còn được nâng cấp về tốc độ truyền tải dữ liệu ấn tượng. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ không xuất hiện trên dòng iPhone 15 cơ bản và iPhone 15 Plus. Hai dòng sản phẩm này vẫn sẽ dùng chuẩn vật lý USB 2.0 cũ giống với iPad Gen 10. Cụ thể, trong khảo sát mới nhất, nhà phân tích Michiko của TF International Security đã tiết lộ iPhone 15 Pro và 15 Pro Max năm sau sẽ hỗ trợ tối thiểu kết nối USB chuẩn 3.2 hoặc Thunderbolt 3. Cụ thể, trong khảo sát mới nhất, nhà phân tích Michiko của TF International Security đã tiết lộ iPhone 15 Pro và 15 Pro Max năm sau sẽ hỗ trợ tối thiểu kết nối USB chuẩn 3.2 hoặc là Thunderbolt 3 với tốc độ truyền dữ liệu tối đa tương ứng là 20GB trên giây và 40GB trên giây. Và nếu điều này trở thành sự thật, người dùng iPhone sẽ có thể truyền tải dữ liệu tốc độ cao, giúp họ quay video ProRes hoặc chụp ảnh RAW một cách mượt mà và dễ dàng hơn. Trong khi đó, cổng USB-C trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn là chuẩn tốc độ USB 2.0 giống với Lightning cũ. Tốc độ truyền tải dữ liệu kết nối này ở mức thấp, tối đa 480MB trên giây. Và con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 40GB mà chuẩn USB 3.2 hoặc là Thunderbolt 3 của dòng Pro hỗ trợ. Sự nâng cấp này sẽ làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của Apple, đồng thời khiến hãng công nghệ khác phải học theo,
đổi mới 2.0 cũ kỹ của mình. Các thiết bị của táo khuyết sẽ đòi hỏi những vi xử lý có tốc độ cao hơn, giúp ngành công nghiệp thiết kế chip bán dẫn tốc độ cao ngày càng phát triển. Mặc dù táo khuyết luôn tuyên bố là không quan tâm đến Metaverse, thế nhưng Apple vẫn đang tuyển thêm rất nhiều kỹ sư để xây dựng một thế giới 3D cho kính thực tế ảo AR, VR của mình. Apple đang trong quá trình phát triển bộ kính thực tế ảo hỗn hợp được đồn đoán và chờ đợi từ lâu. Sản phẩm này sẽ có thể được ra mắt vào đầu năm 2023, Bloomberg cho biết. Cụ thể, trong bản tin Power On mới nhất, phóng viên Matt Kerman của Bloomberg đã có những tiết lộ mới về kế hoạch của bộ kính VR, AR mà táo khuyết đang ấp ủ, như thế giới ảo tương tự như Metaverse của riêng Apple và ứng dụng video tùy biến cho kính AR, VR. Theo danh mục tuyển dụng của tập đoàn, đội ngũ Technology Development Group chuyên phát triển thiết bị thực tế hỗn hợp sắp sửa có thay đổi lớn. Apple muốn tìm kiếm nhân sự mới để phát triển dịch vụ video chuyên dụng cho bộ kính thực tế ảo và hình ảnh 3D phát trực tiếp, bổ sung vào đội ngũ Next VR đã thâu tóm từ năm 2020. Đồng thời, các kỹ sư có khả năng làm việc với những công cụ phát triển VR, AR cũng đang được táo khuyết săn lùng. Hãng công nghệ kỳ vọng hệ điều hành Reality OS sắp tới sẽ sử dụng API App Intense để có thể sử dụng được Siri và Shortcuts như trên iOS 16, Matt Gurman cho biết. Không những vậy, tập đoàn còn tuyển thêm nhân sự cho mảng phát triển thế giới thực tế hỗn hợp 3D. Điều này cho thấy Apple tham vọng xây dựng một thế giới ảo tương tự như Metaverse hay là Horizon World của Meta. Nhưng không gian của Horizon World chỉ xuất hiện trên VR, còn Apple sẽ kết nối trải nghiệm người dùng trên thế giới thực tế hỗn hợp 3D bằng cách sử dụng bộ kính AR. Và đó là những thông tin rất hot của Apple mà mình thu thập được trong vài ngày qua. Các bạn có mong đợi thế giới Metaverse của Apple hay không? Hay là các bạn mong đợi gì thêm cho iPhone 15? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.